Nào nhìn nhìn đầu kia đi. 1, 2, 3, tiến sang trái. Dòng người vội vàng bước qua, trượt như chiếc hôn thế thôi. Thấy giờ nắng không em? Đó, việc đầu tiên khi mà bị nám là phải tránh nắng, tuyệt đối ha. Việc thứ hai là đi ra ngoài đường là phải mang khẩu trang, nhưng mà đây là khẩu trang y tế thôi. Đó, khi ra ngoài đường á, ngoài cái khẩu trang y tế này mình phải mang khẩu trang mà vải mà có khả năng che hết toàn mặt lại, gần như là tuyệt đối thì cái khả năng nám nó mới là không bị tái phát lại. Đầu tiên làm gì thì làm da nám, đầu tiên là phải là tránh nắng. Tránh nắng nha, chứ chưa phải là kem chống nắng. Phải tránh nắng rất là kỹ. Các bạn tránh nắng bằng cách nào? Một là trốn luôn trong nhà. Hai, nếu đi ra ngoài đường thì phải đeo khẩu trang rất là kỹ. Và khẩu trang các bạn nên chú ý là khẩu trang che kỹ những cái vùng nám của mình, kéo dài cho đến mang tay, chứ hạn chế xài khẩu trang mà chỉ có che cái vùng vỉ phía trước và hở hai bên giống như khẩu trang y tế. Kèm theo là che lại cái vùng trán của mình ha, chỉ có lòi ra hai con mắt thôi. Là một, đó là tránh nắng. Thứ hai là đối với cái chuyện tránh nắng xong là mình phải sử dụng kem chống nắng, tất nhiên rồi. Và nếu mà kem chống nắng thì sử dụng từ 3 đến 4 giờ một lần, bởi vì cái thời gian đó là cái thời gian của bán hủy của một cái kem chống nắng thông thường. Thì nếu mà qua thời gian đó thì nó đã giảm tác dụng rất là nhiều rồi. Nên nếu mà bạn nào mà một ngày chỉ bôi kem chống nắng một lần á, nguyên một ngày, thì có thể là nó không có hiệu quả đâu. Rồi, thứ ba là khi mà sử dụng kem chống nắng xong ban ngày thì tốt nhất đối với những cái da nám thường có là nó bị khô da và nó hay bị lão hóa kèm theo, thì các bạn phải làm cho cái da nó khỏe bằng cách là sử dụng dưỡng ẩm phù hợp. Và những cái sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp với các bạn á, mà nó không gây dị ứng á, thì các bạn nên lựa chọn sản phẩm có tên tuổi và hiệu quả rõ ràng, và phải bôi thường xuyên, ví dụ như sáng một lần, tối một lần chẳng hạn, để giữ cho da lúc nào cũng căng bóng và tươi mát hết. Rồi, tiếp theo là những sản phẩm nào mà có thể dùng để skincare và chăm sóc da tại nhà làm dưỡng trắng da. Thứ nhất, hàng đầu có thể nói là nếu mà đối với sản phẩm mà để skincare thôi là chứa alpha protein hoặc là protein thông thường. Kèm theo là những cái chất mà chống oxy hóa như là vitamin C hoặc là azelaic acid, một số sản phẩm chứa những cái chất này thì kết hợp với nhau nó sẽ dưỡng được da và skincare phù hợp. Các bạn nên sử dụng buổi tối mỗi ngày một lần, cho bác sĩ. Ổn hen. Follow kênh của tôi nhé.